Thiện cũng mến chào tất cả bà con trên mọi miền đất nước nha. Hôm nay Thiện đã nói ngày hôm qua Thiện sẽ lên một cái kênh nữa cho bà con lựa chọn. Ngày hôm nay Thiện lên rất nhiều để cho bà con lựa chọn luôn nha. Thì chắc Thiện sẽ lên liên tục 2-3 ngày cho bà con, tại vì lô hàng này nó nhiều quá. Thì những cái đơn hàng nào mà nó bị sót lại thì Thiện sẽ nhập chung, Thiện đăng luôn nha. Đó, tại vì nhiều lúc bà con chốt con máy đó rồi, nhưng mà ngày hôm nay điện thoại cho bà con thì bà con không có bắt máy. Vì vậy cho nên Thiện sẽ độn vô hết, Thiện sẽ đăng cho bà con luôn. Nhiều lúc những cái mối của Thiện hỏi trúng ngay cái con máy đó mà Thiện đã hứa với cho khách rồi, cho nên Thiện không dám mà để đưa cho cái mối của Thiện. Vì vậy sáng ngày mai Thiện điện cho khách thì cho bà con thì bà con không bắt máy nha. Thì bà con nào mà mua hàng lô của Thiện thì cũng biết rồi. Thì nếu chốt con máy nào thì mình chốt là ngày mai Thiện sẽ liên hệ cho bà con đi chuyển cọc, chuyển tiền nha. Đó, vì vậy cho nên bà con không có ngại. Nếu bà con nào không chốt thì bà con cứ điện thoại Thiện ơi bán đi cho khách đi. Đó, chứ bây giờ Thiện cứ giữ máy cho bà con hoài thì cũng tạo bên cửa hàng nha bà con. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ lên một số lô, Thiện sẽ những cái con máy nào nó có tình trạng nào Thiện sẽ báo hết toàn bộ trên kênh cho bà con. Và giá cả là tùy theo những con máy, con máy nào nào đẹp hay là xấu gì đó, hay là cứng gì đó, Thiện sẽ báo giá hợp lý hết cho bà con nha. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ lên từ lô 70 đổ lên nha. Tại ngày hôm qua Thiện đã lên tới lô 70 rồi, thì ngày hôm nay Thiện sẽ lên lô từ lô 70 đổ lên. Thì Thiện sẽ vô cái con đầu tiên nè, đó là cái con Honda. Con Honda này động cơ nó là 5 ngựa nha bà con. Con Honda động cơ 5 ngựa. Con này là Thiện sẽ bao nổ luôn cho bà con luôn nha. Con này là bao nổ cho bà con luôn. Đó, giờ bà con là xài luôn nha. Là riêng con này, con nào mà Thiện bao là Thiện sẽ bao cho bà con. Chỉ có không có bao phí vận chuyển thôi. Con này là con Honda nè, động cơ nó là con Honda này động cơ 5 ngựa nha bà con. Động cơ 5 ngựa hút xả là 90. Lưu lượng nước con này là lên 1.000 lít trên 1 phút nha. 1.000 lít nước trên 1 phút. Thì cái con này trọng lượng nó thì nó nặng phải nằm tầm 30kg chứ không dưới nha. Đó, vì con này là Thiện sẽ bao nổ cho bà con luôn. Rồi cái vô cái lô này là lô 71 nha. Lô 71 này Thiện sẽ bán cho bà con là 2.8 triệu nha. Đó, bán cho bà con là 2.7 triệu đi. 2.7 triệu. Cái lô đây là lô 71. Đây nè, lô 71 nha. Cho bà con chụp hình lại, Thiện sẽ quay từ từ. Nếu mà video nó dài quá thì Thiện sẽ ngắt, ngày mai Thiện sẽ đăng tiếp nha. Đó, thì đây là lô 71, giá 2.7 triệu. Thiện không bao phí vận chuyển nha, chỉ bao nổ, bao giờ bao xài cho bà con. Rồi vô cái lô 72 nè, một cái con Rubin EE25, động cơ là 7 ngựa nha, nằm trên dàn bơm hút xả là 90, và nó có chức năng là gỡ rác nha. Con này lưu lượng nước lên tới 1.200 lít nước trên một khúc. Đó, 1.200 lít nha. Riêng con này thì cũng bao nổ luôn cho bà con luôn nha. Bao nổ giờ bà con xài luôn. Riêng con này, con này là quá khủng luôn, tại nó có chức năng gỡ rác luôn nha. Con này nó có chức năng là mở ra, nếu mà bị kẹt rác là bà con mở ra ấy rác luôn nha. Rồi con lô 72 này thì sẽ bán cho bà con là 3 triệu nha. Lô 72 3 triệu, bao nổ giờ bao xài cho bà con xài luôn nha. Đó, riêng hai con này. Rồi vô cái lô 73 nè. 73 là một cái con bơm nước mini. Nó là TU26 nha. Tình trạng là để Thiện giật, giật hơi hám rồi còn ngon nè. Hơi hám là kêu sụt sụt nè, thấy bà con giờ nè. Nhưng mà bờ hoài thì nó bị để ngoài trời ngoài mưa thì nó xét thôi nha. Đầy đủ đồ bao hơi luôn cho bà con luôn nha. Dòng TU nha. Đó, hút xả 34. Những cái dòng này là lưu lượng nước nó chỉ có 110 lít nước trên một phút thôi. Toàn bộ là xài lớp bơi trên. Thì cái lô 73 này thì sẽ bán cho bà con là 700 ngàn nha. 700 ngàn. Vô lô 74 nè. Lô 74 là một cái con xài quạt. Con này là TG nha. TG18 nha bà con. Đó, TG18 Kawasaki. Con này là giật hơi đồ được luôn nha bà con. Đó, hơi hám đồ còn ngon luôn nha. Đó, để Thiện ghi số xong rồi Thiện sẽ quay cho bà con chụp nha. Cái này là lô 73, là bà con chụp hình lại cho Thiện. Muốn sợ lộn máy gì đó là cứ chụp hình gỡ qua. Còn cái này, lô đây là lô 74 nè. Lô 74 này bán cho bà con là 300 ngàn. Ghi vô, ghi giá vô luôn đây. Lô 74 300 ngàn nha. Giật hơi đồ được, đầy đủ đồ nha bà con, mà nó là xài quạt. Lô 74 nè. 74 300 ngàn nha. Vô 75 nè. 75 này ủ giật trợ lực luôn nha. Con này là con Giang Ma. Con Giang Ma là ủ giật trợ lực. Con này là giật được luôn nha bà con, mà xài quạt. Con này cũng là xài quạt. Lên 75 nè. Lô 75 này xài quạt, bán cho bà con. Con này là 400 ngàn. 400 ngàn nha. Con Giang Ma 400 ngàn lô 75.
À, lô 75 này nha bà con. Đó, 75. Con này nó là 30cc á. Đó, nòng nó nòng 30 nha. Đó, 400.000. Giờ bà con thấy lấy ủ giật, lấy bình xăng hay cái gì đó. Cái chớ xăng nó cũng là chớ xăng rin này, vú bơm rồi nè. Đó, chớ xăng rin nha, chứ không có ấy là chớ xăng lô của Nhật luôn. Rồi lô 75 400.000. Vô cái lô 76 nè. 76 một cái con Honda Thái. Con này á, là Honda Thái GX25 nha bà con. GX25 nó mất cái Boe mất rồi. Đó, nó mất Boe. Mất Boe nè, không có bố nha bà con. Con này là không có bố. Con lô 76 này hơi hám rồi đó thiện coi. Đó, à hơi nó hơi bị nhẹ nha bà con. Hơi hám nó bị hơi nhẹ một chút. Nó bị cái chắc giờ bà con chỉnh lại đó, nó bị hơi nó không được ngon. Đó thì cái con 76. Lô 76 này thì sẽ bán cho bà con là 500.000 nha. Đó. Lô 76 500.000. Vô lô 77 nè. 77 là cũng là con này là đầy đủ đồ nha bà con. Đầy đủ bô e, chén xăng, chén đồ, đầy đủ bố đồ còn đầy đủ luôn. Đó cũng là GX25 luôn. Đó, con này để tiện giật. Hơi con này là ngon. Hơi con này rất ngon nha. Đó, hơi con này rất ngon. Lô 77 nè. Lô 77 này con này rất ngon nha. Đầy đủ đồ bố đồ còn yêu nguyên luôn này nha. Rồi 77 bán cho bà con là 850.000 nha. 77 850.000. Vô con 78 nè. Đó, con 78 là một cái con cứu hỏa mini nha bà con. Cứu hỏa mini. Con này là cứu hỏa mini, nó xài y sơi nha. Đó, xài y sơi nha. Đây con lô 77 nha. Bà con có gì bà con chụp hình gỡ qua. Đó, đây là 78 nè. Rồi con 78 này là nó nằm trên dàn bơm là hút xả là 42. Đó, lưu lượng nước những cái dòng này nó lên tới là 300 lít trên một phút lận nha. Những dòng này nó rất mạnh. Qua nó đang thiếu một cái chớ xăng. Đó, có thể thiện sẽ hỗ trợ cái chớ xăng cho bà con nè. Đó, chớ xăng cho bà con. Còn riêng Boe là đợi thiện nếu có thì thiện kiếm thiện bỏ vô cho bà con luôn. Đó, còn mà nếu mà thiện bán tình trạng y như vậy cho bà con không có chớ xăng á, thì bà con cũng không có làm được. Thiện sẽ hỗ trợ đầy đủ chén xăng, đầy đủ coi như là đầy đủ đồ cho bà con. Nhưng mà tình trạng là dây nó bị tuột, dây giật nó bị tuột thôi. Đó, thiện cũng giật được 2-3 bận nè. Đó. Nó tình trạng là nó giật được 2-3 cái thôi nhân, nhưng mà chén xăng á là thiện sẽ hỗ trợ cho bà con nha. Đó, hút xả 42. Con này á, là bán cho bà con là có chén xăng đo cho bà con nha. Bình nó là bị bởi một tí chỗ này. Đó, lô 78 nha. Đó, 70, lô 78 con này bán cho bà con là 600.000. Đó, 600.000 nha. Đó, bô đồ là thiện sẽ ráp đầy đủ hết cho bà con. Rồi, vô 79 nè. Vô lô 79. Đó, lô 79 con này nó cũng bị tuột dây giật luôn, cũng đầy đủ đồ luôn. Đó, nó hút xả là 34. Đó, hút xả 34 nha. Con này là 79 bán cho bà con là 500.000 nha. Đó, 79 500.000. Đó, con đây là con 78 nè. Đó, ghi vô đây rẹt ghi trước đây để quay cho bà con chụp hình. Đó, đây là lô 79 nha, 500.000. Đó, lô 79 500.000 nha. Rồi vô cái lô 80 nè. Đó, vô lô 80 là một cái con Honda Thái GX25 nha. Con này GX25. Con này là đầy đủ đồ luôn. Rồi giật hơi cho bà con đi. Đó, hơi rất ngon nha. Đó, hơi hám rất ngon. Rồi, con 78 ha. Lô 80 nha bà con. 80 này hơi hám rồi còn ngon. Bán cho bà con 850.000 luôn. Đầy đủ đồ nha. Bố đồ còn đầy đủ 850.000. Vô cái lô 81 nè. Lô 81 này nó cũng là đầy đủ đồ luôn nha. Hơi hám đồ là GX25 nè. Đó, hơi hám đồ cũng còn ngon nè. Đó, GX25 nha. Hơi hám đồ ngon hết luôn nha. Còn đây là lô 80 nha bà con. Đó, lô này lô 80 cũng 850. Rồi lô 81 này cũng 850 luôn cho bà con luôn. Đầy đủ đồ. Hơi hám đồ còn ngon nha. Đầy đủ luôn. Lô 81 nha bà con. Đầy đủ đồ. Cũng 850 luôn. Bà con muốn lựa con nào bà con lựa. Sức gì ở đâu đây. Rồi vô cái lô 82 nè. 82 này cũng là lô 82 này bán cho bà con 900.000 nha. Đó, rồi ghi lô 82 đây. Đó, lô 82 là 900.000 nè. Đó, đi vòng vòng ghi lô chữ lô trước cái cậu cứ bắt lớp ghi là con đi theo cái đó con đọc luôn, con đọc rồi ghi số. Ghi giá thôi. Đó, con này nó còn đẹp xuất sắc luôn nha. Bình đồ còn đẹp xuất sắc luôn. Giá 900.000 hơi hám đồ còn ngon rất ngon luôn. Lô 82 nè, còn ngon luôn. Con này hình như nó muốn nổ luôn nè bà con. Đó, nó muốn nổ luôn sao ạ.
nó hết xăng à. Đó, hơi hát rất ngon. Con này là vàng lông vàng đồ là còn mới tinh xài beng luôn nha. Đó, con này hết chỗ chơi luôn, bố đồ còn đầy đủ luôn, bô e bô đồ đầy đủ luôn. Rồi lô 82 này bán cho bà con 900.000 nha. Giờ vô lô 83 nè. Lô 83 là một cái con bơm nước Rubin 05 nha. Đó, con này nằm trên dàn bơm hút xả là 60 luôn. Đó, con này hút xả 60 luôn, bao hơi luôn cho bà con nha. Con này bao hơi bao lửa cho bà con. Đó, tình trạng là nó chỉ có thiếu một cái chớ xăng này thôi. Chớ thiếu cái bô e nha. Đó, nó thiếu cái bô e thôi nha bà con. Đó, giờ bà con đổ bô e vô, nó có bốn chân ốc này, đổ bô e vô. Rồi cái lô 83 này, lô 83 này bán cho bà con là 650.000. Lô 83 650.000 nha. Đó, 650.000. Rồi vô cái lô 84 nè. 84 một cái con dân ma bơi F40 nha. Con này nòng nó là 40cc nha bà con. Con này nòng nó 40 nè. Mà nó mất cái bô e, bình xăng dưới là còn nguyên si nha. Bình xăng dưới còn nguyên si luôn. Qua nó bởi cái bình trên nha. Đó, bởi bình trên, ống nhung đồ còn cho bà con, hơi hám đồ là hơi hám rất ngon nha. Đó. Hơi hám là rất ngon. Rồi bán cái con này cho bà con là hơi hám ngon luôn nha bà con, đầy đủ đồ. Chén xăng chén đồ đầy đủ hết. Cái lô này là lô 84 nha. Bởi chỉ có bởi là cái bình xăng trên nha. Rồi bán cho bà con là 600.000. Rồi vô cái lô 85 nè. 85 này cái con này là con dân ma BF40 luôn. Nhưng mà cái con này là bình đồ là nó cũng bởi một chút chỗ này rồi nha. Đó, bình nó bởi một chút chỗ này rồi. Đó, bởi coi như là bởi một chút chỗ này rồi. Rồi cũng bán cho bà con là lô 85 này cũng bán cho bà con là 600.000 luôn. Đó, lấy coi bình xăng mẹ đồ là còn nguyên si luôn nha. Con này là BS401. Đó, 85 600.000 nha. Vô con 86 nè. Con 86 là cái con này thì bình nó đã bị nứt một xíu chỗ này rồi. Đó, và cái con này thì hơi hám rồi cũng còn ngon. Đó, hơi hám rất ngon nha. Đó, hơi hám ngon. Nhưng mà con này không có chức năng là xả lúa nha, nó chỉ có phun vôi thôi. Đó, phun vôi thôi nha bà con. Đó, nó chỉ có phun vôi thôi. Đó, nó phun vôi thôi, thổi lá thôi nha bà con. Nhưng mà con này nòng nó rất lớn, đỡ thiện coi con này nòng nó phải trên 40 nha bà con. Con này Kuruta này nòng nó trên 40 lận, cái nòng nó bự tà bá này nè. Đó, rồi cái lô này là lô 86 nha. 86 này bán cho bà con là 700.000 nha. 86 700.000. Ở lô 86 700.000 nha. Nòng lớn giờ bà con thổi lá, thổi đồ hột điều đồ cũng được nha. Rồi vô lô 87 nè. 87 này con này là con dân ma bơi ép nha. Bơi F40. Đó, có một ông anh là có thể là cái bình này chắc thiện bỏ ra đi. Bỏ cái thôi bây giờ cái này là nó bị thiếu chén xăng rồi nha. Thiếu chén xăng thì cái lô 87 này thiện đã lỡ ghi rồi. Thì bây giờ cái này là thiện sẽ bán cho bà con là bình còn nguyên, không có cái chớ xăng nha. Rồi bán cho bà con 500.000. Lô 87 500.000 nha. Vô cái lô 88 nè. 88 là một cái con Rubin. Con này là Rubin 600 nha. Con này 60 sơ sơ lận. Con này là nó có một cái chức năng là cũng là xả lúa được nha bà con. Nó có một chức năng là xả lúa. Con này nó có chức năng xả lúa 60 sơ sơ lận. Con này bình đồ còn nguyên si hết luôn nha bà con. Bình đồ còn nguyên nguyên, không có cái chỗ nào mà bởi hết nha, còn mới. Và nó chỉ thiếu một cái là cái nắp bô e thôi. Thiếu một cái nắp bô e thôi, hơi hám đồ bao hơi luôn cho bà con luôn. Hơi là hơi rất ngon. Hơi là nghe sục sục luôn nha. Rồi lô 88 này bán cho bà con là 1.3 triệu nha. 88 1.3 triệu. 88 1.3 triệu. Tại ngày hôm qua có một con chú đã chốt cái con máy này nè, mà thiện có bán giá là 1.5 triệu. Nhưng mà chú không chốt, còn ngày hôm nay thiện sẽ bán bỏ ghét chú luôn nha. Tại vì chú chốt máy mà chú không sáng ngày thiện điện lại á thì chú không bắt máy nha. Nếu mà những bà con nào mà chốt máy á, thì thiện đã giữ trong đêm. Thì ngày mai dù gì đi nữa thì nhắn tin cho thiện nói chú không chốt hay là anh gì không chốt cho thiện, để thiện chốt cho người khác nha. Thì mình đã chốt máy thì bên cửa hàng cũng đã giữ máy cho bà con tới sáng tới trưa tới chiều rồi mà điện thoại không bắt máy. Và cũng không có trả lời không có chốt máy bán đi đồ nữa. Cho nên thiện ngày giờ này thiện sẽ bán cái lô này 1.3 triệu cho bà con. Bà con nào là nhanh tay và chốt nha. Giờ xả lúa được luôn nha bà con. Lô 88 giá bán 1.3 triệu. Vô lô 89 nè. 89 này là một cái con Kuruta MD 3600 nha. Con này hơi hám đồ còn rất ngon. Hơi hám rất ngon. Nhưng mà nó bị mấy cái chân đới là nó bị sứt ra thôi.
Ở hơi hãm được ngon, bình đồ đầy đủ đồ hết bao hơi chung cho bà con luôn. Bình này là 12 lít nha. Bình này là 12 lít, con này là con này nó là 36 sơ sơ. Đó, con này là 36 sơ sơ nha. Con này nó có chức năng xả lúa nha bà con. Đó, con này nó có chức năng xả lúa nè. Ở máng đó là máng chợt, nó có chức năng xả lúa. Thì 89 này thì Thiện sẽ bán cho bà con là 700 ngàn nha, 89 700 ngàn. Rồi lên ra luôn. Vô cái lô 90 nè. Lô 90 này, con này là cũng là Kuruta luôn nha. 40 sơ sơ luôn nha bà con. Con này cũng 40 sơ sơ, nó có chức năng cũng là xả lúa luôn. Luôn. 101. Đó. Đó là nó có chức năng xả lúa luôn. Máng đồ bà con dòm cái bình nó nè, còn quá đẹp luôn, còn mới y như chưa xài luôn. Chỉ ở bờ hoài vàng long bờ hoài là do là bụi bặm thôi nha. Giờ bà con rửa ra là bà con lên là đẹp lắm. Đây nè, bụi nó dính nè nha, đầy đủ đồ hết. Con này là đầy đủ luôn nha, bô e bô đồ đầy đủ hết cho bà con luôn. Lô 90 này bán cho bà con 800 ngàn nha. Đó, con này rất đẹp nha. Lô 800 ngàn. Canh ghi canh đọc giá là ghi liền, để cho con quay con máy, để cho ta chụp hình ta gỡ qua luôn. Đó, lô đây là lô 90 nha, 800 ngàn. Rồi bỏ nó bỏ ra. Rồi vô cái lô 91 nè. Ở lô 91 này thì hơi hám được có luôn nha. Con này là con Maru Yangma nha, nó xài quạt nhưng mà con bình nó là 10 mấy lít thôi. Nhưng mà bình nó bị răng một chút xíu chỗ này thôi. Đó, nó răng một chút xíu chỗ đó thôi. Đó, vì vậy răng vậy dây đeo là Thiện sẽ hỗ trợ dây đeo cho bà con. Đó, hỗ trợ cái dây đeo cho bà con luôn nha. Rồi lô 91 này bán cho bà con là 600 ngàn. Lô từ từ. Lô 91 600 ngàn nha. Đó, lô 91 đây là 600 ngàn nha bà con. Rồi vô lô 92 nè. Đó, lô 92 nha, một cái con phun thuốc Kawasaki, bao hơi bao lửa cho bà con luôn nha. Đó, bao hơi bao lửa cho bà con. Cái nó thiếu một cái van này thì sẽ bỏ cái van này vô cho bà con nè. Đó, bao hơi bao lửa cho bà con. Cái lô này là bao hơi bao lửa là không còn giật nữa. Thì cái con này, lô này thì sẽ bán cho bà con là 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2, lô 92 1 triệu 2 nha. Đó, lô 92 1 triệu 2 đã bao hơi bao lửa rồi thì không cần giật nha. Đó, con phun thuốc. Đây, đầu áp nó đây. Đó, đầu áp nó rất mini nha bà con. Giờ bà con xài nó có dây, có một cái cọng dây hồi là dây đây. Cái đầu hút. Giờ bà con gắn cái đầu xả ra nè. Là đầu bét đây nè nha. Còn đây là đầu hút, đây là dây hồi nha. Đó, con này là xài y sơi không sợ mất lửa nha. Rồi, con lô này là lô 92 giá bán 1 triệu 2. Lô 93 nè, con này là con Curit 704. Qua tình trạng là ra bởi cái bình chứa rồi nha, chỉ còn bình xăng nè. Đó, còn bình xăng và chén xăng. Đó, bình xăng chén xăng. Đó, hơi cái đây là tình trạng là bị dính cứng luôn. Đó, tình trạng bị dính cứng nha, bán giờ cho bà con có gỡ ra thì bà gỡ, hoặc là nhà mình có những cái con máy này mà nó thiếu phụ tùng gì đó thì bà con lấy và bà con thay qua cũng được nha. Bình xăng đây là còn nguyên, chớ xăng còn. Đó, ổ giật ổ đồ là còn, là mà tình trạng bị dính cứng. Rồi cái lô 93 này Thiện bán cho bà con là 300 ngàn nha. Lô 93 300 ngàn nha. Đó, lô 93 300 ngàn. Đó, thì bà con nào ấy là xong rồi chụp hình lại và gỡ qua cho Thiện. Vô cái lô 94 nè. Đó, lô 94 này là con mới tinh xà beng luôn nha. Nó là Curit nha. Con này Curit này nó 40 sơ sơ lận, hơi hám đồ còn rất ngon. Đó, hơi dây giật đồ còn mới tinh luôn nha. Con này bán cho bà con là 350 ngàn. Đó, con Curit nè, còn mới tinh xà beng luôn. Nó chỉ thiếu cái nắp bô e thôi. Đó, thiếu nắp bô e mà Curit này rất mới nha. Đó, 94 350 ngàn nè. Vô 95 nè. Đó, vô 95 là một cái con Maru Yangma xài quạt luôn nha. Quay còn được luôn, riêng con này quay còn được luôn nè. Và nó thì bị mất cái ổ giật rồi. Thì nhà nào bà con có cái ổ giật này á thì bà con bỏ vô nha, chớ xăng quanh bờ rồ đàng hoàng nha. Đó, lô 95 nè. Lô 95 này bình nó là 15 lít, còn mới tinh xà beng luôn. Rồi bán cho bà con 500 ngàn nha. Đó, có một ngày hôm nay có một ông anh cũng đã hỏi rồi. Nhà cũng có một cái con máy mà tình trạng là đã bị bởi xước nòng nhưng mà còn ổ giật, nhưng mà ngày hôm nay thì điện thoại hoài mà cũng không có bắt máy. Đó, vì vậy ngày lô này lô 95 thì sẽ bán cho bà con là 500 ngàn. Vô cái lô 96 nè. Đó, lô 96 là một cái con Echo. Đó, nó thiếu cái nắp này thì sẽ bỏ cho bà con nè, đầy đủ đồ giật hơi cho bà con đi. Đó, hơi hám rồi rất ngon nha. Đó, Thiện sẽ bao hơi cho bà con. Đó, và con này là nó có dây đeo dây đồ đầy đủ hết. Bình nó là không có chức năng là xả lúa thôi. Con này không có chức năng xả lúa. Và cái bình nó còn mới tinh xà beng luôn nè. Thấy bà con dòm nè, còn mới lắm. Con này là giờ thổi lá phun vôi phun phân là rất ok nha.
Rồi cái lô 96 này thì sẽ bán cho bà con là 500.000. 96 500.000 nha. Đó, 96 500.000 rồi. Trời sắp sửa đổ mưa rồi. Chắc chuẩn bị thiện đổ xăng thiện sẽ nạp, chắc bà con coi không kịp quá. Nếu mà mưa là thiện sẽ ngắt video luôn nha. Rồi ngày mai thiện sẽ đăng lại cho bà con. Đó, vô cái con 97. Con 97 con này là con Kuruta. Con đây là ID 518. 518 là nó gần 52 sơ sơ nha. Tình trạng là cái dây giật nó đã bị tuột, bình chứa nó đã bị bởi. Nhưng mà cái con này nó có chức năng là xả lúa. Đó, nó có chức năng xả lúa nha. Đó, con này là máng trượt có chức năng xả lúa. Mà thiện dòm bên trong á thì nó chỉ răng thôi nha. Đó, nó chỉ răng. Nhưng mà cái chỗ đây á, là bên trong mình thấy ánh sáng này. Giờ bà con muốn làm sao mà cho nó chắc không? Chét keo a bơi là nó cứng ngắc luôn nha. Thiện đã làm rồi thì thiện chỉ cho bà con giờ làm. Còn riêng ổ giật bị tuột thì giờ mình làm ổ giật lại nha. Rồi cái lô 97 này thiện sẽ bán cho bà con. Lô 97 bán cho bà con 500.000 luôn. Đó, lô 97 500.000 nha. Giờ vô cái lô 98 nè. Một cái con phun thuốc Robin 252 nha. Con này nòng 34 nha bà con. Mà nó xài quạt. Con này xài quạt. Bình xăng chứa nó còn nguyên bình mà giờ. Bình lớn nè. Bình lớn nó cũng nguyên, còn nguyên luôn nha. Bình lớn còn nguyên không. Để quăng, để cho nó đi ngừa mẫu đi xem. À nó bị răng một chút xíu chỗ này rồi. À, nó bị răng một chút xíu chỗ này. Qua đầy đủ đồ nha. Bô e bô đồ đầy đủ. Hơi hám là ổ giật trợ lực mà. À, con này là ổ giật trợ lực nha. À, ổ giật trợ lực. Con lô lô 98 này bán cho bà con 550.000 luôn. Rồi luôn 98 nha bà con. Đó 550 ngày hôm nay thiện xả hết luôn. Chuẩn bị thứ bảy là giờ một lô nữa đó. Vô lô 99 nè. Một cái con Curit. Curit 450 nha. Con này nó cũng bị tình trạng là bị tuột dây giật rồi nè. Đó cũng bởi bình luôn. Và nó cũng không có chức năng xả lúa. Rồi bán cho bà con 300.000 luôn. Con này đầy đủ đồ nha bà con. Đó, bình xăng chứa cũng còn nguyên luôn nè. Vậy chỉ ổ giật là giật không được thôi. Lô 99 300.000. Giờ vô cái lô 100 nè. Con này là con Giang Ma. Con Maru Giang Ma nha. Bơi F150. Con này là xài quạt. Bình nó là còn nguyên si luôn. Bình nó là còn mới lắm. Riêng con này là bình còn mới. Dây đeo dây đồ là còn rất tốt. Đó, bình không có bởi nha bà con. Hơi hám đồ á. Để tìm coi. À hơi hám đồ còn ngon nha. Hơi hám rất ngon. Đó, hơi rất ngon. Rồi cái lô 100 này bán cho bà con là 500.000. Đó, lô 100 500.000 nha. Chờ bô e nè. Đầy đủ đồ. Con này đầy đủ đồ. Hơi hám nó còn ngon lắm nha. Lô 100 là 500.000. Rồi vô cái lô 101 nè. Đó, một cái con mini bơm thuốc Cushion mini nha. Con này nó là 22cc. Đó, con này 22cc nha bà con. Đó, và rất đẹp. Con này còn mới là nó phải là 90% lận. Nhưng mà nó rất nhỏ. Nhỏ gọn lắm. Nếu mà bà con nào xài ít á, mình lấy những cái con này về xài mình xịt ớt hay là nhà mình đồ trồng ít đồ mình xài những con này. Nó rất nhỏ, mi nhọn luôn và nó thiếu cái này. Nó thiếu cái này là thiện sẽ bỏ vô cho bà con nè. Qua dây đeo. Đó, dây đeo thiện sẽ hỗ trợ dây đeo cho bà con. Con ốp lưng này bà con dòm này. Nó còn mới tinh xài bèn luôn. Đó, mới tinh luôn nha. Lô 101 này thiện sẽ bán cho bà con là 450.000. Đó, lô 101 này nha. Đó, còn mới luôn. Đới đồ này nọ, bô e bô đồ rồi. Ủ giật bình xăng được còn mới lắm. Rồi lô 101 450 nha. Vô 102 nè. 102 là một cái con phun thuốc Curit nha. Con này tình trạng là nó bị dính cứng. Qua nó xài cái đầu áp á, đầu áp ti một đầu mà ti lớn nha bà con. Ti này nó còn mới tinh nè, còn mới lắm. Qua nó xài là cái chế cái tâm là tâm 260. Thì bà con nào mà muốn xịt thuốc á thì xịt, còn muốn cắt cỏ thì cắt được hết luôn nha bà con. Con này là nó là 30, nòng nó là nòng 30 nha bà con. Đó, con này nòng 30 rồi. Đó, qua nó tình trạng là nó bị sức cái này. Giờ mình lấy dây mình ấy vô là cái bình là nó bị nứt một chút xíu chỗ này rồi. Bán cho bà con là coi như bỏ bình nha. Rồi bán cho bà con cái con này cho bà con là lô 102 này 300.000 luôn. 102 300.000 nha. Đó, 102 300.000 nè. Rồi vô một con 103 nè. Con này là một cái con Maru Yama. Con này xài đầu áp Maru Yama đầu ti hai đầu nha. Giật hơi thử cho bà con thử có hơi không. Tình trạng bị dính cứng nha. Con này nó tình trạng bị dính cứng. Giờ bà con mở cái tâm nó ra. Đây là tâm rời tâm 260. Nằm trên đầu áp là Maru Yama nha. Bình nó là bình 25 lít. Bình 20 tới đây là bình nó 25 lít. Bình nó là còn nguyên si. Đó, riêng cái bình là nó còn nguyên nha. Chỉ có là máy bị dính cứng nha bà con. Giờ xịt R47 vô bà con gỡ ra.
nhiều lúc á bà con mở cái đầu áp này ra rồi bà con mở này là xịt rượu 7 vô là từ từ là mình gỡ ra nha, gỡ từ từ là nó ra thôi, tại động cơ 2 thì nhiều lúc á là nó rít bít tông. Đó, đầy đủ đồ bô e bô đồ cũng đầy đủ hết cho bà con luôn. Lô 103 này bán cho bà con 750.000. Đó, lô 103 bán cho bà con 750.000 nha. 104 nè, cũng là một cái con cu rít luôn. Con này nó còn mới tinh luôn, cũng không có chức năng xả lúa, chỉ có phun voi thôi, phun voi phun phân. Rồi giật hơi cho bà con đây. Con này là đầy đủ đồ luôn á. Hơi hám rồi coi bà con rất ngon nha. Coi cái dây giật nó là bà con dòm cái dây giật còn mới tinh luôn. Đó, chén xăng chén đồ bà con dòm này nó còn mới tinh xà beng luôn. Cái dấu sơn mà nó làm dấu mà nó chưa mở ra nó làm luôn nè. Đó, dòm như vậy là bà con biết rồi. Thì cái con 104 này bán cho bà con là 500.000 nha. 104 500.000 con Echo nha. Rồi qua một con 105 nè. Đó, 105 là một cái con Maru Yangma luôn, cũng cho là xài quạt. Con này là tơi đơi sao á, TG18 nè. Đó, nó xài quạt nha, bình nó còn nguyên si luôn. Con này bán cho bà con là 450.000 luôn, 105 450.000. Giật hơi cho. Đó, 105 là 450.000, giật hơi cho bà con. Hơi hám là rất ngon. Đó, 105 nè, 450.000 nha. Bà con nào chốt máy á, hay là cái gì đọc cái số lô ra cho Thiện nha. Hoặc nhiều bà con nào mà chốt nhiều lô quá thì phải chụp hình gỡ lô qua cho Thiện. Rồi cái con này là con 106 nè, con Rubin 262 nha. Con này là 26cc nha bà con. Đó, con này coi cái vú bơm nó cũng còn săn luôn nè. Đó bà con vẫn thấy còn săn không? Giờ vừa sinh đồ lại là giật nó là ok thôi. Giật hơi cho bà con. Đó, đó đây nè, ủa giật trợ lực nha. Con này là nó bị sứt cái chân đới nè, giờ bà con cài ốc lên nha. Cài chân ốc lên là được, hoặc là dán lại nó dính lại dài luôn. Rồi bán cái con này cho bà con là 500.000 nha. Lô 106 500.000. Vô cái lô 107 nè, một con Rubin 511 nha, Rubin mũ nha, 511 bao đủ đồ cho bà con luôn, bao hơi luôn cho bà con luôn. Con này là bình đồ còn nguyên si luôn nha. Bình rồi còn nguyên đầy đủ, ống đồ đầy đủ vô dính hết. Giờ bà con gắn cái ống bình minh vô nữa là được rồi. Đó, gắn một cái ống bình minh vô là bà con xài thôi. Đó, hoặc là Thiện sẽ kiếm hỗ trợ cho bà con một cái ống nhung. Giờ bà con gắn vô đó rồi bà con xài thôi. Con đây là bao hơi luôn cho bà con đầy đủ đồ. Rồi bán cái con này là bình nó cũng không có răng nha bà con. Bình còn mới tinh luôn. Đó, 107. 107 này bán cho bà con là 1.400.000 nha. 107, 1.400.000 đầy đủ đồ luôn, không có thiếu gì. Thiện sẽ hỗ trợ cái ống, một cái ống nhung luôn cho bà con luôn, đầy đủ giờ bà con dọn luôn nha. 107, 1.400.000 nha. Vô 108 nè, một cái con đầu nổ, con này là bao hơi luôn cho bà con. Đó, một Rubin EI 18 nha, tua nhanh nha, đó là tua nhanh. Con này là tình trạng là cái bơm nước nó bị hư bơm, và bô e bô đồ đầy đủ đồ hết cho bà con. Đó, tình trạng là cái bơm nó bị hư nè, giờ bà con tháo cái bơm này gắn cái bơm thiên long cũng được nha. Động cơ nó là 5 ngựa. Rồi cái con này bán cho bà con là 500.000 nha. Đó, con 108 500.000. Bán phí liệu cũng đã cũng muốn đủ rồi nha bà con. Lấy chén xăng chén đồ là bán dư sức 500.000. Vô cái con 109. Con 109 là một cái con bơm thuốc. Bình nó là bình 20 lít. Con này là bình 20 lít. Bình còn mới tinh xài beng luôn, cu rít ủ giật trợ lực nha. Con này là ủ giật trợ lực. Con này bán cho bà con là 700.000 nha. Đó. Rồi con này bán cho bà con 600.000 đây. Rồi 109 bán cho bà con 600.000. Đó, đầy đủ đồ nha. Hơi hám được vú bơm được còn ngon, ngon luôn nha bà con. Đó, nó còn cái xăng của nó nè. Đó, cái còn chút xăng của nó nè. Đó, nó còn chút xăng, thấy không? Bóp xăng nè. Bóp là nó hít lên nè, thấy bà con thấy không? Nó bị sứt dây rồi đó mà nó còn lên xăng nè. Đó, rồi cái con 109 này 600.000 nha. Vô 100 110. Con này là một cái con cu rít xài quạt nha. Bình nó là bình 20 lít, ủ giật nó bị tuột. Con này ủ giật nó bị tuột rồi, nhưng mà nó là ủ giật trợ lực. Vú bơm đó là vẫn còn ngon nè. Đó, vú bơm nó còn ngon, giờ bà con vệ sinh lại sơ lại là được thôi. Rồi cái lô này thì sẽ bán cho bà con là 400.500 nha. Đó, 450.000 nha. 1110. Ừ. 450.000. Rồi vô cái lô 111 bang số 1. Đó, con này là con TG18 nha, nó xài quạt, bình nó là 15 lít thôi. Hơi hám đồ ra rất ngon. Hơi hám ngon lắm nè. Đó, hơi hám rất ngon. Rồi bán cho bà con là 450.000 luôn. Đó, lô 111 nha. Đó, lô 111 bà con đọc cái số lô 111 cho qua cho Thiện. Nếu mà ai xài Zalo thì cứ chụp hình gỡ qua cho Thiện là Thiện sẽ gỡ ngay con máy đó cho bà con. Đó, 101.
Con này thì nó thiếu, nó có dây đeo, dây đồ đầy đủ nè. Rồi, nó cũng đầy đủ luôn. Rồi, bán 450 ngàn cho bà con. Rồi, vô cái con 112 nha. Con này là con Robin. Robin 201 nha bà con. Đó, con này là cũng là xài quạt. Bình nó có 10 lít à. Nhỏ gọn, mignon luôn. Xài quạt. Đó, còn bình xăng chứa là còn nguyên si. Bình rồi còn nguyên hết nha. Rồi, 112 này sẽ bán cho bà con là 350 ngàn. 112, 350 ngàn. Rồi, qua 113 luôn nè. Đó, 113 này cũng vậy. Cũng hơi hám đồ có hết nha, giật hơi là có hơi, tại nó là ủ giật trợ lực. Đó. Đó, nghe hơi không? Rồi cũng bán cho bà con là 350 ngàn luôn, 113, 350 ngàn luôn nha. Đó, 113, 350 ngàn. Đó. Rồi qua 114 nè. Con này là cũng là TG, TG 18 luôn, cũng hơi hám luôn, còn ngon luôn, nó là dòng Maru MS035 nha. Đó, rồi bán cho bà con 500 ngàn luôn. 114 năm 500 ngàn nha. Rồi vô 115 nè. Con này là cái bình nó là đây nè, đã dán keo a bơi rồi. Bình nó thì nó đã bị bởi người ta dán nè, dán keo a bơi nè, thấy không? Đó, nó bởi rồi nha. Thì sẽ bán cái nguyên cái động cơ từ khúc này đổ xuống cho bà con. Đó, đó, bán cái xuống này xuống cho bà con nha. Hơi hám có, chiến xăng không có nha. Mất chiến xăng bán cho bà con lấy phụ tùng nha. Rồi bán riêng cái con lô này cho bà con 115 này bán cho bà con là 150k. Vô cái lô 116 nè. Vô cái lô 116. Đó, một cái con Maru Yama nha. Con này xài quạt. Và tình trạng nó bị dính cứng. Đó, tình trạng bị dính cứng nha. Rồi bán cho bà con 300k. 116 300k nha. Đó, 116 300k. Rồi vô 117 nè. 117 là một cái con Echo luôn. Đó, Echo luôn, bao hơi cho bà con nha. Con này là bao hơi cho bà con. Đó, bao hơi cho bà con. Con này còn rất đẹp nha. Nó chỉ không có xả lúa thôi. Rồi bán cái con này cho bà con 600 ngàn. Lô 117 600 ngàn nha. Vô cái lô 118 nè. Con này là con Maru Yama xài ti 2 đầu. Đó, bình nó là bình 25 lít nha. Bình nó ti cũ nhưng mà nó còn nguyên. Đó, hơi hám nó còn ngon. Nó bị sức mấy cái chân đới này thôi nha. Rồi bán cho cái lô này 118 cho bà con. Lô này 700 ngàn nha. Lô 118 700 ngàn. Đó. Rồi quy déo gần tới dài rồi, chuẩn bị chắc thiện nhắc rồi đó nha. Vô cái lô 119 nè. Con này là con Mitsui TL20 nha. Đó, Mitsui TL20. Đó. Hơi hám rồi rất ngon nè, TL nha. Nó là tôm rời nha bà con. Đó, tôm rời giờ bà con gắn cây cắt cỏ vô cắt bậy bạ, còn không có gắn đầu áp này vô rồi mình xài xịt thuốc nha. Rồi cái lô này bán cho bà con á, cái bình này là cái bình là nó bị bởi chưa khúc chỗ này rồi nha. Đó, nó bởi như vậy là bà con hàng lại được thì bà con xài. Rồi bán cho bà con 600 ngàn luôn. Vô cái lô 120 nè, đây lô 119 nha. Đó. Cổ lô cái lô 120 nè, con này là con Maru. Đó, MS03 luôn, rồi bán cho bà con 500 ngàn luôn. Đó, hơi hám là ngon, không có bô e thôi. Hơi là rất ngon, 500 ngàn nha. Vô cái lô 121 nè. Vô cái lô 121 là con Maru Yama. Con này là xài đầu áp tà bá luôn nè. Cái đầu áp nó là bự, rất bự nha, không có cái bô e. Bình nó là nó còn nguyên si luôn, giật hơi thôi có. Đó, hơi là có rồi đó, hơi hám có luôn nha. Rồi bán cái lô này, lô 121 này cho bà con là 700 ngàn nha. 121, 700 ngàn nha. Vô cái 122 nè. Con này là con MD115 Kuruta, có chức năng xả lúa nha. Tuy nhiên mà cái bình nó có là 10 lít thôi. Giật hơi cho bà con luôn. Đó, hơi hám rất ngon nha. Đó, nó bị cứng dây giật rồi. Rồi, bán cho bà con, cái lô này bán cho bà con 450 ngàn. Lô 122 nha. Đó, lô 122 450 ngàn. Vô lô 123. Đó, một cái con Kurit. Bình nó là bình 20 lít nha, bình còn nguyên luôn, bình còn nguyên si. Đó, bình còn nguyên ngon nha. Hơi hám đâu, ủi giật trợ lực. Đó, ủi giật trợ lực nha. Đó, ủi giật trợ lực, giật là có hơi rồi đó. Rồi bán cái con này cho bà con là 550 ngàn, lô 123 550 ngàn. Rồi vô cái lô 124 nè. Đó, lô 124, cũng con này là cũng là Kurit. Đó. Cung rít nha. Rồi bị sức ốc rồi nè. Thấy bà con thấy nó xài cái bố đây không? Đó, nó xài bố nè. Đó, nó xài cái bố là tôm rời nè. Đó, thì bà con thấy bố tôm rời nhưng mà nó bị sức ốc trong này nè. Đó, thì cho nên thiện bán giờ cho bà con ấy luôn. Rồi bán cái lô này cho bà con 250 ngàn nha. Đó, nó bị sức ốc nè. Nó là xài tôm rời nha bà con. Cung rít xài tôm rời kìa. Đó. Rồi bán cho bà con 250 ngàn giờ cho bà con lấy phụ tùng nha. Vô cái lô 125 nè.
là một cái con Kawasaki cũng là xài quạt luôn. Con này nó bình nó là bị nứt chỗ này rồi. Đó, bình bị nứt luôn. Rồi bán cái lô này cho bà con là 300 ngàn luôn nha. Bình bị nứt rồi. Bình bị nứt rồi, bán cho bà con 300 ngàn. Rồi 125 300 ngàn nha. Vô 126 nè. Cũng là một cái con Rubin. Rubin này 221 nha, con này nó 22cc. Đó, bình nó còn nguyên si luôn, hơi hám đồ giật hơi thứ. Rồi tình trạng nó bị dính cứng luôn nha bà con. Đó, con Rubin này nó còn mới tinh luôn nè. Ở vàng long rồi còn mới luôn. Rồi bán cho bà con lô 126 nó bán cho bà con 300 ngàn luôn nha. Giờ bà con sửa nha. Rồi vô 127 nè. Một cái con mờ đơi Maruyama mờ đơi 115 nha. Con này là cũng có chức năng xả lúa mà bình nó chỉ có là 7-8 lít thôi. Hơi hám đồ á. Tình trạng hơi nó bị cứng nữa. Đó. Nó bị cứng vậy thì giờ bà con gỡ ra nha. Rồi bán cho bà con 300 ngàn luôn. 127 nha. Vô cái con 128 nè. Cũng là phun thuốc. Con phun thuốc là Maru 232 nha. Con này 23cc. Bình nó là còn nguyên si nha. Đó, nó bình còn nguyên. Để thiện giật hơi thôi. Nó bị tuột dây giật luôn rồi. Nó bị tuột dây giật rồi nha. Nhưng mà cái hình như cái ổ giật này nó bị tuột gì trong này mà nó cũng chạy vô nha. Rồi bán cho bà con 300 ngàn luôn nha. Đó, chiến xăng chiến đồ cũng đầy đủ luôn. 128 300 ngàn. Vô. Vô cái con 129 nè. 129 này là giật hơi thôi, đầy đủ đồ rồi đó. Rồi nó bị tuột dây giật rồi. Đúng là hàng đó, hàng bên Nhật nó để ngoài trời ngoài mưa thì thấy hơi giật lên cái nó đi tuột lướt luôn, nó đi thẳng luôn cho nó không có ghé về Nhật nữa. Đó, nó đi giờ tới Việt Nam mà nó tuột lướt luôn về thôi luôn. Rồi cái con 129 này bán cho bà con 300 ngàn luôn nha. Rồi vô một con cuối cùng đi. Vô cái lô 130 nè, lô cuối cùng nha. Con này cũng là con Curit nha. Nó thiếu cái nắp này thì sẽ bỏ vô cho bà con. Đó, thiếu cái nắp này bán bỏ cho bà con đầy đủ boe đồ đầy đủ hơi hám đồ có luôn. Đó, giật hơi cho bà con luôn. Cái lô cuối cùng. Rồi, lô cuối cùng này bán cho bà con 300 ngàn luôn nha. Lô này là lô cuối cùng đây, còn một số lô nữa thì chắc ngày mai mới đăng, giờ này video nó dài quá rồi. Sợ nó ngắt không biết ngắt lúc nào. Đó, vì vậy cho nên Thiện sẽ dồn hết, còn một số máy còn nằm trong kia nữa kìa. Đó, và cũng Thiện ngày hôm nay Thiện cũng đi ra được 30 mấy đơn hàng. Đó, vì vậy Thiện cũng cảm ơn tất cả những bà con đã ủng hộ bên cửa hàng. Vì vậy cho nên ngày mai Thiện sẽ lên một clip, ngày mốt Thiện sẽ lên một clip nữa để mà phục vụ cho bà con nha. Tại vì nhiều quá cho nên video của Thiện sẽ nó sẽ ngắt đi. Cho nên Thiện không có đăng dài quá, tầm 40 phút đổ lại nha. Đó, thì ngày hôm nay thì bà con đã ủng hộ một số hàng. Ngày mai Thiện sẽ lên kênh những cái bình này, còn bình quăng lung tung ở đây. Đó, anh em đã dọn vô còn để lung tung hết. Cho nên chưa có đóng đi cho bà con nha. Rồi, vậy cho Thiện cũng tạm dừng video. Thiện cũng kính chúc tất cả những bà con là ăn một bữa cơm đầm ấm bên gia đình trong một buổi chiều nha. Rồi Thiện cũng tranh thủ giờ ăn cơm với vợ con, chứ bây giờ giờ này cũng đã sẩm tối rồi. Rồi Thiện xin chào tất cả bà con.